Thẩm mỹ OIO đang chuẩn bị thực hiện một ca khử thâm môi bằng công nghệ ba lai 4D chuyên sâu dành cho nam giới. Vâng, bây giờ xin mời chuyên gia sẽ bắt đầu sử dụng sóng laser để chúng ta sẽ khử thâm môi cho anh khách hàng ngày hôm nay ạ. Vâng, lát nữa thì chúng ta sẽ cùng theo dõi lại hình ảnh trước và sau của anh Hoàng để xem rằng kết quả sau khi sử dụng công nghệ ba lai 4D chuyên sâu dành cho nam giới về khử thâm môi sẽ như thế nào quý vị nha. Với cơ chế là các sóng laser sẽ đi sâu xuống dưới da và tác động trực tiếp vào cấu trúc của các hắc sắc tố melanin và phá vỡ các cấu trúc hắc sắc tố đó là và đào thải qua cơ thể của chúng ta qua mạch bạch huyết, và cơ chế an toàn không gây tổn thương gì đến những vùng da lành xung quanh. Chúng ta có thể thấy rằng khi những sóng laser đi ra thì da của chúng ta không hề có những hiện tượng gì là tổn thương hay là ửng đỏ, hay là anh khách hàng ngày hôm nay cũng không có cảm giác gì là đau rát, đúng không thưa quý vị? Với tình trạng của anh Hoàng ngày hôm nay thì là do bẩm sinh quý vị ạ. Anh có chia sẻ rằng anh cũng có một thời gian hút thuốc nhưng mà ít thôi, và chủ yếu vẫn là do là cơ chế là bẩm sinh của cơ thể melanin tích tụ quá nhiều ở dưới làn môi. Chính vì thế nên là gây nên tình trạng môi của anh là thâm sỉn ở viền môi. Vâng, vừa rồi thì chuyên gia của chúng tôi đã đi một lần đầu tiên và đây và lần lượt thứ hai này thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy cái sự đáp ứng rõ rệt luôn, đúng không ạ? Rất là nhanh chóng với công nghệ khử thâm môi 3 là 4D bằng laser công nghệ cao. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi lại hình ảnh đầu tiên đây ạ. Vâng, hình ảnh đầu tiên trước và sau ạ. Quý vị thấy như thế nào ạ? Một sự khác biệt rất là rõ rệt, đúng không ạ? Ngoài ra sau bước đi sóng laser này thì chuyên gia của chúng tôi sẽ còn đi tinh chất, dưỡng tinh chất cũng như là oxy Z để giúp cho đôi môi của quý vị khách hàng sẽ trở nên là tươi tắn, hồng hào nhất có thể và căng mọng hơn, không còn cái cảm giác là khô môi cũng như là nhăn môi hoặc là thâm sỉn, và khiến cho chúng ta sẽ có một diện mạo tự tin hơn. Dạ vâng, nếu như quý vị khách hàng đang có nhu cầu với công nghệ khử thâm môi 3 lai 4D chuyên sâu dành cho nam giới tại thẩm mỹ OIO thì hãy liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.